Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Bún. Ở bộ son trước của nhà Perfect Diary thì mọi người yêu cầu mình rất là nhiều, đấy là hãy soát thêm những cái dòng son khác của nhà Perfect Diary này. Nên là mình đã đặt về 7 em son. Và trong video này thì chúng mình sẽ cùng nhau soát hai cái dòng son thỏi của nhà Perfect Diary nhé. Đầu tiên mình có ở đây đấy là dòng nắp màu đen. Em này thì là son kem ly và cái chất son em này thì nó cũng rất lâu trôi. Tiếp theo mình có ở đây để là ba em son với vỏ giấy và nắp son màu đỏ. Cái nắp son của em này thì bằng nhung và cầm lên rất xịn sò luôn. Và cái chất son của em này thì nó là thuộc dạng velvet và độ bám cũng rất là tốt nữa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào soát từng cái bộ son nhé. Bây giờ chúng mình cùng đi vào soát màu son đầu tiên để là 1941. Em này thì thuộc dòng Ultra Everlasting Dream Gold Matte Lip Color. Với thiết kế đầu son hình chiếc lá nên là chúng mình rất dễ để thao tác thoa son ở cả lòng môi hay phun môi nhé. Màu 941 này là một cái màu đỏ cam rất rất xinh. Khi mà mình đánh em son này ở trong lòng môi thì nó lên một cái màu đỏ cam và pha một chút xíu đất rất xinh và tươi tắn. Với màu son như thế này chúng mình có thể sử dụng trên mọi tông da và có thể sử dụng ở trên mặt mộc nữa. Nên là đây là một cái màu son rất an toàn nên là mọi người rất nên tham khảo cái màu son này nhé. Cũng với màu son này nhưng mà khi chúng mình thoa phun môi thì em nó sẽ lên đậm và có nhiều sắc đất hơn. Bởi vì cái chất son của em này là son kem lì nên khi đánh ấy chúng mình nên thao tác nhanh một chút, tránh để son sét lại rồi thì chúng mình rất khó để tán đấy. Màu son tiếp theo mà mình cùng với mọi người soát đấy là màu 942, một cái tông cam hồng nút đất, nhìn nó rất lạ. Em son này thì có rất nhiều sắc đất ở bên trong, mặc dù là tông nút nhưng mà khi đánh lên thì không làm da của chúng mình bị xỉn, nên là đây là một cái tông son nút rất là xinh. Khi sử dụng màu son này thì chúng mình nên make up một chút để nhìn cái tông thể của mình nó được hài hòa và nhìn nó kiểu rất là tây luôn ý. Với màu son này thì mình thích đánh em này ở phút môi hơn là thoa nhẹ một lớp vào trong lòng môi nhé. Đúng như cái tên của em nói thì cái chất son này phải nói rất là lì. Khi chúng mình uống nước hoặc là ăn nhẹ thôi thì son sẽ không xê dịch gì mấy. Còn nếu như chúng mình ăn một cái bữa lớn mà ăn những cái đồ ăn mà có chứa dầu mỡ ấy, thì son sẽ trôi lấp vào bên trong và cần chúng mình phải touch up lại son. Em son này thì sẽ bám được trên môi khoảng tầm 5 đến 6 tiếng nhé. Màu 942 này là một cái tông son nút rất là xinh. Với những bạn mà mới tập tành sử dụng những cái tông son nút thì đây là một cái lựa chọn rất hợp lý. Em son này mặc dù là son nút nhưng mà nó sẽ không làm tái da của chúng mình. Và khi mà lên cái make up ấy thì nhìn nó kiểu rất là tây luôn. Màu son tiếp theo để là màu 943, một cái tông hồng baby khá là sáng. Nói chung là với tông da của người châu Á chúng mình thì cái màu son này nó sẽ hơi khó sử dụng một chút. Nhưng mà với những bạn mà có da trắng ấy thì màu son này sẽ lên rất xinh. Với màu son này thì mình sẽ thích thoa đậm cả môi hơn là thoa nhẹ một cái lớp trong lòng môi. Bởi vì là khi mình lấy một cái lớp mỏng thì em này sẽ là một màu son MLBB. Nó khá là giống với màu môi thật của mình. Để em son này lên đẹp nhất thì chúng mình nên nhấn đậm vào make up mắt một chút và thoa em này phun môi. Với màu son này thì mình thấy là những chị ở bên Tây hoặc là bên Hàn có da trắng ấy thì đánh lên cực kỳ xinh luôn. Nên là những người bạn nào ở Việt Nam mà có da trắng một chút thì mọi người rất nên tham khảo đánh màu son này nhé. Em son này thì có trọng lượng là 3g và giá bán ra chưa từ 200.000. Mình thấy đây là một cái mức giá rất hợp lý. Nên nếu bạn nào đang muốn tìm một em son kem ly với mức giá vừa phải thì có thể tham khảo cái dòng son của nhà Perfect Diary này nhé. Bình thường thì mình đã đánh rất nhiều tông đỏ hoặc là đỏ đất rồi, là mình muốn thử một cái tông cam nút đất để xem là em nó sẽ lên môi mình như thế nào.
Nói chung đây là một cái tông son nude khá là dễ sử dụng, nó sẽ không làm tái da của chúng mình. Và với màu son này thì chúng mình có thể sử dụng trên mọi tông da, nhưng mà vì có chứa sắc cam vàng nên là nó sẽ hơi làm xỉn răng của chúng mình một chút. Nên là với những bạn mà có răng không được trắng cho lắm ấy thì mọi người không nên sử dụng những cái tông son như thế này. Em son này thì có mùi vani hơi hắc một chút, nhưng mà khi mình đánh ở trên môi thì mình thấy là cái mùi này không quá là nồng. Sau khoảng tầm từ 30 giây cho tới 1 phút thì không còn cái mùi này ở trên môi nữa, nên là với những bạn mà không thích mùi trong mỹ phẩm thì cũng có thể sử dụng được em son này nhé. Chúng mình cùng chuyển sang bộ sưu tập tiếp theo với vỏ giấy và nắp son màu đỏ. Tên của bộ sưu tập này có tên là Gamersa Lab Velvet Liquid Lipstick với chất son velvet mềm mịn. Mình rất ấn tượng với thiết kế của em son này. Thân son nhám ly và in tên hai bên trên phối cùng với nắp son nhung đỏ, nhìn nó kiểu rất quyến rũ và thu hút luôn. Màu son đầu tiên mình lựa chọn để shot với mọi người để là màu V08, một cái tông đỏ hồng khá là basic. Tuy nhiên một cái điểm đặc biệt của em này là em này thì có thêm nhũ ở bên trong, nên là khi em son này lên môi thì nhìn nó kiểu rất là lạ. Và đặc biệt khi chúng mình cần đi tiệc vào buổi tối, chúng mình chỉ cần thoa em son này phun môi để những cái nơi mà có ánh đèn ấy thì nhìn môi của mình nó kiểu rất nổi bật và lấp lánh. Tuy nhiên có một điểm trừ nho nhỏ của em này để là mặc dù em nó là son velvet, nhưng mà vì em nó có chứa nhũ là cái chất son này nó sẽ khô hơn với những cái em son khác một chút xíu, thì là mọi người có thể lưu ý một chút về cái điểm này nhé. Màu son tiếp theo mình swatch với mọi người để làm màu V17, một cái màu son mà mình cực kỳ yêu thích. Đây cũng là màu son mình thích nhất ở trong video này, một cái tông đỏ đất cực kỳ đẹp mà không bị pha cam hay là pha hồng gì cả. Nói chung là đây là một cái tông đỏ mà mọi người rất nên có nhé. Từ màu son này thì mình có thể đánh ở cả là môi hay phun môi đều xinh hết. Thì đánh trên mặt mộc sử dụng hàng ngày thì mình sẽ lựa chọn đánh em này trong lòng môi thôi. Nhìn nó kiểu rất xinh và tươi tắn và cũng không kém phần thu hút nữa. Nếu như mình đang cần một cái make up look nổi bật để đi chơi hoặc là đi tiệc vào buổi tối thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn đánh em son này phun môi. Nên là bạn nào đang cần một cái màu son đẹp nổi bật có thể sử dụng hàng ngày đi học hoặc đi làm hoặc là có thể đánh vào buổi tối luôn thì đây là recommend của mình cho mọi người nhé. Rất nên tham khảo cái màu son này. Chúng mình cùng chuyển sang màu son cuối cùng, đấy là màu V18, một cái tông son rất đẹp và mình nghĩ là nhiều bạn thì sẽ rất thích tông son này, bởi vì là tông đất thì luôn có một cái sức hút kỳ lạ. Với màu son này chúng mình có thể sử dụng trên mọi tông da, có thể đánh ở cả lòng môi hay phun môi đều xinh hết ý. Với bản thân mình thì mình sẽ thích thoa nhẹ cái lớp ở trong lòng môi hơn là thoa đậm cả môi, nhìn nó kiểu đẹp nhưng mà nó vừa phải ý. Với những bạn cá tính thì rất nên tham khảo thoa em này phun môi nhé, mọi người sẽ có ngay một cái make up look nhìn nó kiểu rất độc và lạ. Vì thế nên đây cũng là một cái màu son best seller của hãng. Nên là với những bạn mà đang cần tìm một cái tông son đất lạ và đẹp thì đây là recommend của mình dành cho mọi người nhé. Vậy là mình đã vừa cùng với mọi người shot xong 7 tỏ son của nhà Perfect Diary. Những cái màu mình thích nhất đấy là hai màu son cuối cùng. Còn đối với mọi người thì mọi người thích màu son nào nhất? Đừng quên để lại ở dưới phần comment cho mình biết với nhé. Đừng quên like, share và subscribe YouTube của mình. Và vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Còn bây giờ thì bye bye!